Thưa quý vị, đây là bức ảnh được nhiều người chọn là khó quên nhất trong tuần qua. Hình ảnh ghi lại khoảnh khắc phóng viên Thông tấn xã Đoàn Hữu Trung đã không thể cầm vững máy quay, bật khóc khi nhìn thấy thi thể cháu bé 2 tuổi dính đầy bùn đất được tìm thấy. Anh Trung chia sẻ rằng đến thời điểm hiện tại, khi đã rời khỏi hiện trường vụ sạt lở, những nỗi đau thương, tang tóc, những ám ảnh vẫn khôn nguôi về hình ảnh lực lượng cứu hộ, cứu nạn đưa thi thể của cháu bé từ dưới đống bùn đất. Có thể nói rằng những hình ảnh này sẽ mãi là những hình ảnh khắc ghi về những thiệt hại trong thời gian qua. Và đó chỉ là một trong hàng chục những câu chuyện đau lòng về trận sạt lở núi kinh hoàng làm 11 hộ dân bị vùi lấp và vẫn còn rất nhiều người đang mất tích tại xã Trà Leng, huyện Nam Trà My của tỉnh Quảng Nam. Chưa năm nào mà những tang thương do sạt lở đất lại lớn đến như vậy. Những thiệt hại là vô cùng khốc liệt. Tại sao năm nay những vụ sạt lở đất lại diễn ra liên tục như vậy? Sau đây phóng viên Tùng Thư sẽ phân tích chi tiết giúp quý vị hiểu được nguyên nhân. Nếu theo dữ liệu của bản đồ cảnh báo nguy cơ trượt lở với tỷ lệ là 1 trên 1 triệu công bố vào năm 2015, thì khu vực vùng núi của miền Trung đều có nguy cơ sạt lở. Trong đó, trung tâm sạt lở của miền Trung đó là các huyện miền núi của Quảng Nam, Quảng Ngãi và Thừa Thiên Huế. Đây là nơi được cảnh báo nguy cơ sạt trượt rất cao và trên một phạm vi rộng. Các chuyên gia đánh giá ở đây có nền địa chất kém và có nhiều đới đứt gãy. Thời gian vừa rồi cũng thường xảy ra các trận động đất kích động khiến cho lớp đất đá đã bị băm nhỏ. Nếu nhìn kỹ vào kết cấu đồi núi của khu vực này thì sẽ thấy phần lớn bao gồm là lớp đá cổ, gồm có đá phiến thạch anh, đá phiến biotit vỡ vụn, phong hóa mạnh, biến đổi thành những lớp đất bở rời. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt khiến cho đất đá này càng bị suy thoái khi mà gặp mưa lớn kéo dài và dễ ngập nước, bão hòa nhanh hơn so với bình thường. Đây là những điều kiện tự nhiên bất lợi đã luôn trực chờ sẵn để sạt lở xuống bất cứ lúc nào. Địa hình của các khu vực trượt sạt thì đều có độ dốc từ 20 cho đến 40 độ, tính từ chân núi lên đến đỉnh. Tuy nhiên thì quý vị hãy tưởng tượng những ngọn núi đều cao từ 100 mét như ở hướng Hóa Quảng Trị hay là 300 mét như vụ Trà Leng thì các mái dốc ta luy ốp sát chân núi không hề thoải thoải. Thực tế là các ta luy này gần như là dốc đứng. Và nếu như đứng từ chân của ta luy nhìn lên thì có thể thấy rõ điều này. Một vụ sạt lở xảy ra, ngoài các yếu tố về địa chất địa hình như vậy thì còn có nhiều yếu tố nữa về tự nhiên và tác động của con người. Tại sao Quảng Nam lại là tâm điểm sạt lở của đợt này với 5 vụ liên tiếp trong 2 ngày thì các chuyên gia đã có những nhận định đầu tiên. Nước nó là kẻ thù số 1. Các nhà khoa học người ta đã tổng kết rồi. Khi mà nước nó làm bão hòa các cái sườn dốc ấy thì một mặt là nó làm cho cái sườn dốc nó trở nên nặng thêm. Mặt khác ấy thì nước nó làm cho các cái tính chất cơ lý của đất đá tạo nên sườn dốc giảm đi rất là nhiều. Và cộng hưởng hai cái yếu tố trái ngược nhau đấy thì nó gây ra trượt lở hàng loạt. Ngoài ra thì các cái hoạt động nhân sinh thì cũng là một cái yếu tố mà đang càng ngày càng trở nên quan trọng. Và trong một số trường hợp thì trở thành cái yếu tố chủ đạo gây ra thiên tai. Cái điều này thì không phải là chỉ riêng có đối với miền Trung hoặc là đối với Việt Nam mà trên thế giới người ta cũng đã khẳng định. Và người ta thậm chí người ta còn trong rất nhiều trường hợp người ta còn đặt ra cái vấn đề tức là vậy thì gọi đấy là thiên tai hay là nhân tai. Một trong những nguyên nhân lớn mà gây sạt lở miền Trung là do cái lượng mưa lớn kéo dài. Như chúng ta đã biết là lũ thì chồng lũ, bão chồng bão. Trong vòng tháng 10 có những cái 4 trận bão, số 6, số 7, số 8, số 9. Đấy là những nguyên nhân mà gây sạt lở. Nói đến trượt lở đất, phải nói đến độ dốc. Quảng Nam địa hình mái dốc lớn, trung bình từ 20 tới 40 độ. Ở đây có hệ thống đứt gãy, Trà Bồng kéo dài tới tận thủy điện Sông Chanh 2, làm đất đá bị vỡ vụn băm vằng. Khu vực ranh giới ra huyện Bắc Trà My và Nam Trà My là nơi đất gãy đi qua. Các hoạt động kinh tế của con người xây dựng nhà ở, công trình sát núi còn thiếu phương pháp phòng chống thiên tai. Tuần qua trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, chỉ trong vòng 2 ngày đã xảy ra liên tiếp 5 vụ sạt lở đất, vùi lấp nhiều người và hàng chục điểm sạt lở khác gây ách tắc giao thông, cô lập các xã tại địa phương. Sạt lở xảy ra dồn dập, chưa kịp khắc phục hậu quả của vụ này xong thì vụ khác đã xảy ra. Câu hỏi được đặt ra là liệu rằng chúng ta có thể dự báo được sạt lở đất hay không? Và có thể dự báo trước khoảng bao nhiêu lâu để người dân kịp sơ tán, tránh những đau thương không thể quên như ở Trà Leng, Quảng Nam vừa qua. Hiện nay,
Việt Nam cũng như toàn thế giới, chưa một quốc gia nào có thể dự báo được hiện tượng lũ quét, sạt lở đất, mà chỉ có thể đưa ra bản tin cảnh báo nguy cơ xảy ra ở mức thấp hay cao. Hiện nay thì Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia được Tổ chức Khí tượng Thế giới chuyển giao cho một cái hệ thống cảnh báo lũ quét và sạt lở đất. Thì ngoài những cái phần mềm mà được chuyển giao đó thì chúng tôi phải dựa trên rất nhiều những cái yếu tố đầu vào để phân tích. Trước tiên là cái dữ liệu lượng mưa tích lũy đã qua, nhận định được cái tình hình mưa, dự báo được lượng mưa trong thời gian dài tiếp theo, các cái thảm phủ thực vật ở trên cái khu vực có nguy cơ xảy ra, cũng như là điều kiện địa hình, địa chất ở khu vực này. Tất cả các tỉnh đã xảy ra sạt lở đất trong tháng 10 vừa qua ở khu vực miền Trung đều được Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo từ trước đợt mưa khoảng từ 2 tới 3 ngày và cập nhật liên tục 6 tiếng một lần. Tuy nhiên, những cảnh báo này mới chỉ dừng lại ở cấp huyện. Việc cảnh báo sạt lở thì mới chỉ đến cấp độ huyện, cho nên cũng gây rất nhiều khó khăn cho các cái nhà quản lý, bởi vì nếu chúng ta không thể nào di cả một huyện đi hoặc là ứng phó với một huyện thì mức độ như thế cũng đòi hỏi đầu tư về nhiều về kinh phí với các cái khu để di dân. Trên thực tế, Viện Khoa học Địa chất Khoáng sản cũng đã xây dựng được một bộ bản đồ hiện trạng và phân vùng cảnh báo tỷ lệ lớn hơn rất nhiều, 1 trên 10.000 và đã bàn giao cho 64 xã. Với tiến độ như hiện nay thì ước tính phải mất gần 20 năm nữa Viện mới có thể hoàn thành bản đồ cho 156 xã còn lại trong vùng có nguy cơ trượt lở cao. Kể cả khi các bản đồ chi tiết được xây dựng xong, thì việc đưa vào sử dụng trong thực tế như thế nào cũng còn cần phải được quan tâm hơn nữa. Từ trước đến nay chúng tôi chỉ mới quan tâm đến cái gọi là làm ra các cái sản phẩm đó và bị chuyển giao cho các địa phương. Còn chưa để ý hoặc là chưa có điều kiện để ý gọi là cái người được chuyển giao ấy, người ta có hiểu, có nắm được kết quả các cái sản phẩm đó không, và trong thực tế thì đã sử dụng các cái quả đó vào trong cái công tác phòng tránh giảm nhẹ thiên tai của mình hay chưa. Không chỉ tốn rất nhiều thời gian mà việc lắp đặt các thiết bị quan trắc giám sát tại các vị trí có nguy cơ trượt lở còn cần rất nhiều kinh phí. Ngay cả các nước tiên tiến như Nhật Bản, Hoa Kỳ cũng chỉ áp dụng đối với một số vị trí rất quan trọng. Một trong những bài học mà chính các nhà khoa học nhận thấy sau đợt mưa lũ lần này chính là việc cần phải phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các bộ ngành, giữa những nhà khoa học với địa phương để làm sao các bản đồ phân vùng cảnh báo, các bản tin cảnh báo phát huy được hiệu quả tốt nhất. Có thể thấy là hệ thống cảnh báo chưa có thể chi tiết đến từng xã. Thiết bị thì thiếu thốn, lắp đặt thì tốn kém về mặt thời gian và kinh phí. Nhưng những mất mát quá lớn trong tháng 10 vừa qua cho thấy chúng ta buộc phải làm và phải đẩy nhanh tiến độ đầu tư cho hệ thống cảnh báo sạt lở ở các tỉnh miền núi phía Bắc và miền Trung. Trước khi chúng ta có một hệ thống cảnh báo hiệu quả, thì hy vọng những chia sẻ sau đây sẽ trở thành những kinh nghiệm quý báu của người dân đang sống trong vùng có nguy cơ cao về sạt lở đất. Để việc cảnh báo sạt trượt thực sự hiệu quả thì chúng ta sẽ mất nhiều thời gian nữa. Vì dự báo và cảnh báo sạt lở phải cần có nhiều thiết bị đo đạc quan trắc về những dữ liệu thời tiết, địa chất cũng như là tai biến trượt lở. Chuỗi dữ liệu này cần có ít nhất khoảng 5 năm mới có thể đủ để đánh giá và làm cơ sở cho cảnh báo tiếp theo. Vì vậy mà trong khoảng thời gian này, chúng ta cần những quy hoạch và di rời ngay những hộ dân sinh sống ngay dưới các chân đồi núi ven sông suối là những vùng mà có nguy cơ sạt lở rất cao. Quan trọng nữa là nâng cao kiến thức cho cán bộ địa phương, đặc biệt là người dân hiểu về sạt lở đất để kịp thời lánh nạn và thoát thân. Một dấu hiệu đầu tiên để phát hiện ra sạt lở đất đó là cây cối nghiêng dần về tường nhà hay là các sườn đồi núi, các mái dốc xuất hiện các vết nứt, lún, mặt đất phồng lên. Và nếu thấy âm thanh lạ trong lòng đất, tiếng nổ lớn, cây cối rung chuyển thì ngay lập tức chạy thật nhanh khỏi nơi nguy hiểm. Đồng thời, hãy thông báo cho chính quyền và những người xung quanh biết. Và tuyệt đối không đi qua hay lại gần quanh những khu vực đã sạt lở, rất nguy hiểm.